Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 221 Tần Hoàn ngồi trên ghế một lát mới định chấn tĩnh lại. Đang định rửa mặt sớm để nghỉ ngơi thì cửa phòng lại bị gõ vang. Phục Linh mở cửa ra, thấy Tần Sương đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Cái kia, cái kia, tần sương vẻ mặt ngập ngừng thoáng có chút ngượng ngùng tần hoàn tiến tới cửa nghi hoặc nhìn nàng sao vậy tần sương liếc nhìn nàng một cái rồi nhanh chóng cúi đầu ta ta có cái kia người có cái kia không tần hoàn ban đầu hơi sững sờ nhưng nhanh chóng hiểu ra nàng quay sang nhìn phục linh phục linh cười khổ nói tiểu thư chưa đến kỳ mấy thứ đó đều để trên xe ngựa rồi mặt tần sương trắng bệch vậy giờ phải làm sao chẳng lẽ để bẩn đệm chăn của người khác sao nói rồi tần sương khẩn thiết nhìn tần hoàn ta ta định tự đi lấy phục linh nghe xong liền hiểu ý tần sương nói muốn tự đi lấy nhưng thực chất là muốn tần hoàn đi cùng phục linh hắng giọng hay là để thế tử phái người giúp mặt tần sương lập tức đỏ ửng không được tam ca là nam tử Phục Linh biết cách này không ổn, liền quay sang nhìn Vãn Tình, hay là để Vãn Tình đi lấy. Vãn Tình chưa kịp trả lời, Tần Sương vội nói, "Không được, Vãn Tình nhát gan, ta phải đi cùng nàng." Phục Linh chớp mắt vài cái, không ngờ Tần Sương lại che chở cho nô tỳ của mình đến thế, trong lòng liền có thêm vài phần thiện cảm với nàng. Tần Hoàn thấy vậy thở dài, "Thôi thì tháo đèn dưới hiên xuống, chúng ta cùng đi cho tiện." dù trời đã tối nhưng có sáu người cùng đi chắc không có gì phải lo sợ cả tần hoàn khoác áo choàng phục linh cầm đèn mở cửa viện sáu cô nương chia thành hai hàng đi dọc theo lối nhỏ hướng về phía cổng phủ dọc đường không thấy tòa nhà nào còn đèn cả khu nhà tối đen như mực tần hoàn cuối cùng cũng hiểu cảm giác rợn người mà phục linh đã nói dù có đông người nhưng sáu cô nương vẫn lo sợ bước nhanh về phía chỗ để xe ngựa tần hoàn cùng phục linh đứng bên trong khi tần sương dẫn theo vãn tình và tú vân đi tìm xe ngựa của mình không lâu sau vãn tình mang ra đồ mà tần sương cần ba người họ nhanh chóng chạy về phía tần hoàn tần sương còn cười cợt bảo hắc hắc may quá lấy được rồi trên đường về không có gì khác thường tần sương lấy được đồ thở phào nhẹ nhõm nàng nhìn thấy tần hoàn với vẻ điềm tĩnh bỗng chỉ về phía sau nàng và hét lên a à, có quỷ. Phục linh sợ quá hét lên, ôm chặt lấy tần hoàn. Vãn hạnh ngay lập tức xoay người nhìn theo hướng tần xương chỉ, vãn tình thì hét toáng lên, còn Tú Vân thì ôm chặt lấy cánh tay của tần xương. Chỉ có tần hoàn là không hề động đẩy, chỉ đứng nhìn tần xương. Tiểu thư, ngài làm gì vậy? Vãn tình vừa khóc nức nở vừa nói, giờ phút này đã hiểu tần xương chỉ đang dọa người. Nhưng trong khoảnh khắc trước đó, họ thật sự đã bị nàng dọa cho kinh hãi. Tần Sương nhíu mày nhìn Tần Hoàn, người không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, cử muội, sao muội không thấy sợ gì cả. Tần Hoàn ung dung nhìn Tần Sương, nếu thật có quỷ, người hẳn đã sợ đến mức hết toáng lên rồi, làm gì còn thời gian mà hết rõ ràng, có quỷ, hai chữ. Với lại, phản ứng đầu tiên của người, có lẽ cũng chẳng biết đó là người hay quỷ. Tần Sương đỡ chán, Ta thật là, thôi bỏ đi, chưa thấy ai gan lớn như ngươi, đi thôi." Tần Sương cúi đầu ủ rũ, ra hiệu cho Tần Hoàn đi trước. Phục Linh giờ khóc giờ cười, kéo Tần Hoàn đi tiếp. Nhưng chưa đi được mấy bước thì từ phía sau, Tần Sương đột nhiên hét to lên một lần nữa. Tôi đã dịch và chỉnh sửa tiếp tục theo phong cách mượt mà và dễ hiểu hơn, giữ nguyên cách xưng hô theo yêu cầu của bạn. Nếu bạn cần dịch thêm, cứ cho tôi biết nhé. Phục Linh nghe thấy tiếng hét của Tần Sương, bất đắc dĩ nói, lục tiểu thư, ngài dọa người nhưng cũng không thể dọa đến lần thứ hai được chứ. Tiếng nói vừa dứt, vãn tỉnh đi phía sau đột nhiên nắm chặt tay Phục Linh. Phục Linh khựng lại, kéo theo cả Tần Hoàn cũng dừng bước. Vãn tỉnh run rẩy, lại kéo Phục Linh thêm lần nữa. Cảm thấy có điều không ổn, Phục Linh và Tần Hoàn cùng quay người lại. Khi họ quay người, trước mặt họ, cách khoảng 10 bước, là một bóng người đứng trong ánh sáng mờ nhạt. Người đó tóc tai bù xù che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt, ánh mắt âm trầm dọi thẳng về phía họ. Người kia dường như đã đứng đó từ lâu, nhưng Tần Hoàn và mấy người trước đó không hề nhận ra. Giờ đây, dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn trong tay, thân hình của hắn mới lộ rõ thêm phần nào. Bóng đêm đặc quánh như mực, người kia với mái tóc rối bù như ma quỷ ánh mắt hắn càng thêm đáng sợ, âm u. Phục Linh theo bản năng nắm chặt tay Tần Hoàn, trong khi Vãn Hạnh đã đứng chắn trước mặt nàng. Tần Hoàn nhìn Vãn Hạnh với vẻ ngạc nhiên. Tần Sương cũng đã lùi về bên cạnh Tần Hoàn, sáu cô nương co cụm lại với nhau, không ai biết bóng người kia là người hay là quỷ. Khoảng cách giữa họ chỉ tầm 7, 8 bước, người kia mặc quần áo mỏng manh, dáng người cao gầy, mái tóc rối che gần hết khuôn mặt nhưng qua mái tóc bù xù đôi mắt sâu thẳm u tối của hắn trông cực kỳ đáng sợ tại nơi nhà cũ vắng lặng vào đêm khuya thế này hắn lại càng khiến người ta cảm thấy lạnh gáy người đó chỉ đứng yên nhìn chăm chăm vào tần hoàn và những người khác như thể ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ lao tới tần sương nín thở gắt gao bám chặt lấy cánh tay tần hoàn không dám cử động như thể trước mặt nàng là một con mãnh thú hung dữ Nàng sợ rằng chỉ cần động đậy sẽ kích thích nó tấn công. Gió lạnh thổi rít qua, ngọn đèn khi sáng khi tối, khiến tình hình trở nên một ngạt hơn. Không biết bao lâu trôi qua, tiếng bước chân bỗng vang lên từ phía xa trong tòa nhà, phá tan sự im lặng đáng sợ. Bóng người thẳng đơ kia chợt cử động, bản năng của Tần Hoàn khiến nàng cùng những người sau lùi lại một bước. Tuy nhiên, hắn chỉ liếc nhìn họ một cái rồi quay người chạy đi. Tần Hoàn thở phào, chỉ thấy bóng dáng hắn biến mất về phía cổng Bách Thảo Viên. Hắn không nhắm về phía bọn họ, Tần Sương căng thẳng nhưng lập tức nhẹ nhõm khi nhận ra điều đó. Trong khi ấy, tiếng bước chân từ tòa nhà ngày càng gần. Không lâu sau, họ thấy Đồng Thúc đang cầm đèn lồng chạy về phía mình. Đằng sau Đồng Thúc là hai bà tử và hai nam phó, trên mặt họ có chút lo lắng. Đồng Thúc vừa nhìn quanh vừa bước nhanh, rồi bất chợt nhìn thấy nhóm tần hoàn. Ông ngạc nhiên, quay lại nói nhỏ gì đó với một bà tử phía sau, rồi đi về phía tần hoàn. Tần cô nương, sao các cô lại ở đây? Khi thấy đồng thúc, tinh thần tần xương cũng dịu đi đôi chút, nàng vội nói, chúng ta chỉ đến lấy đồ trên xe ngựa. Đồng thúc vừa thở hồn hền vừa đáp, ánh mắt thoáng sáng lên khi hiểu ra, à, hóa ra là vậy. Nhưng các cô có nhìn thấy ai chạy ra từ đây không? Tần Hoàn mím môi, còn Tần Sương thì vội trả lời, "Thấy, người đó làm chúng tôi sợ chết khiếp, tóc tai bù xù, cứ như ma quỷ, chạy về phía cổng phủ." Khoảng cách từ đây đến cổng phủ không xa, nhưng phải đi qua một hành lang khúc khuỷu. Đồng thúc nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhìn đám người sau lưng gật đầu, rồi dẫn họ hướng về phía cổng phủ. Gió lạnh thổi rít vào mặt Tần Hoàn, khiến da nàng đau buốt. Tuy nhiên, Hình ảnh bóng người kia vẫn chưa rời khỏi tâm trí nàng. Đây là nơi Tôn sư huynh của nàng dùng để dưỡng bệnh, làm sao lại có người đáng sợ như vậy chạy ra được? Trong khi Tần Hoàn đang bận suy nghĩ, Đồng Thúc nói tiếp, người kia là bệnh nhân của thiếu chủ. Tinh thần không ổn định, thường được nhốt trong viện, lúc đưa cơm, cửa không được đóng kỹ nên hắn mới chạy ra ngoài. Nghe đến đây, Tần Xương thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vậy. Ta đã nói rồi, sao lại có người trông kỳ quái như thế đồng thúc có chút ngại ngùng nói thật xin lỗi mong rằng không làm các cô sợ hãi tần sương xua tay không sao chúng tôi không sao cả đồng thúc cũng nhẹ nhõm vậy tốt rồi bên ngoài lạnh lắm các cô mau về nghỉ ngơi đi tần sương gật đầu kéo tần hoàn đi theo tần hoàn cũng cúi đầu hành lễ trước khi rời đi đồng thúc mỉm cười tiễn họ rồi quay lại làm việc Tần Hoàn bước chậm rãi, còn Tần Sương cũng đi chậm theo. Mặc dù bóng người kia không phải quỷ, nhưng cảnh tượng lúc đó vẫn khiến họ hồi hộp. Vừa đi, Tần Sương vừa cảm thán, không ngờ tòa nhà này lại chứa người bệnh. Tôn thần y quả thật khác thường, dám để người bệnh sống trong nhà mình. Bình thường các đại phu khác làm gì dám như vậy? Nghe Tần Sương cảm thán, Tần Hoàn trong lòng cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù Dược Vương Cốc luôn có những lý luận về y học, nhưng không phải ai cũng dám làm như Tôn Hạo Nguyệt. Suy nghĩ đó khiến Tần Hoàn càng thêm khâm phục vị sư huynh này. Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ, từ xa bỗng vang lên tiếng đồng. Tần Hoàn dừng bước và quay lại nhìn, nàng thấy hai bà tử đang dẫn bệnh nhân vừa rồi về, được hai nam phó hộ tống, trong khi đồng thúc đi phía trước cầm đèn lồng, dẫn họ đi về hướng đông. Tần Sương cũng nhìn thấy và nói nhỏ, May quá, đã bắt được hắn. Người bệnh như vậy rất dễ làm hại người khác." Vãn Tình vuốt ngực nói, "Đúng vậy, chắc là bệnh điên." Nghe đến bệnh điên, Tần Hoàn lập tức nhớ tới Diêu Tâm Lan. Khi nàng rời đi, nàng vẫn chưa rõ liệu Diêu Tâm Lan có triệu chứng của bệnh điên không. Nếu bệnh chưa phát thì tốt, nhưng nếu đã phát thì làm sao để trị đây? Tần Hoàn đã đọc rất nhiều sách y nhưng chưa từng thấy quyền nào ghi chép rõ cách trị bệnh điên. Chỉ có một vài quyền nói về việc dùng châm cứu để trị liệu, nhưng Tần Hoàn không giỏi về châm cứu. Nàng hiểu rõ mình giỏi về dược lý và mạch học hơn. Nhìn bóng đồng thúc khuất dần, Tần Hoàn bỗng có suy nghĩ, nếu vị sư huynh này có thể chữa bệnh điên, nàng có nên hỏi thăm và học hỏi không? Không chỉ vì diêu tâm lan, mà nếu biết thêm, nàng sẽ có thêm kiến thức để chữa cho những người bệnh khác trong tương lai ý tưởng này vừa nảy lên nhưng ngay sau đó nàng lại lắc đầu việc bỗng nhiên đi hỏi thăm sẽ rất đường đột nếu bị tôn mộ khanh và tôn hạo nguyệt phát hiện nàng từng học y ở dược vương cốc mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối thở dài tần hoàn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đi rồi khi đồng thúc và nhóm người kia biến mất tần sương tiếp tục đi vừa nói có lẽ không nên đi lung tung không biết tòa nhà này còn chứa bệnh nhân nào khác không Câu hỏi này của Tần Sương khiến Vãn Tình và những người khác lo lắng. Nếu còn nhiều người bị điên, nơi này sẽ thật sự nguy hiểm. Tần Hoàn lắc đầu, nàng không biết liệu còn ai khác không, nhưng tuyết cứ rơi mãi không dứt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết họ sẽ bị mắc kẹt ở đây bao lâu nữa. Khi trở về sân, đôi tay Tần Hoàn đã lạnh đến đau buốt. Tần Sương xoa xoa tay, có chút ngại ngùng nói, "Cảm ơn ngươi nhé." Tần Hoàn xua tay, ngủ sớm đi tần sương gật đầu dẫn vãn tình và tú vân trở về phòng của mình phục linh nhìn theo vừa giờ khóc giờ cười nói lục tiểu thư bây giờ ngoan ngoãn hẳn rồi nhìn nàng ta ai mà ngờ nàng chính là người đã đẩy tiểu thư xuống hồ năm đó chứ khi vào phòng tần hoàn cuối cùng cũng cảm thấy hơi ấm áp trở lại nàng xoa tay và nói nếu học được điều tốt thì cũng tốt thôi trước đây không ai chỉ dạy cho nàng ta tử tế cả. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp, chẳng những không có ai chỉ dạy, còn có kẻ xúi dục nàng ta gây rối. Phục Linh cười, đúng vậy, bây giờ thì tốt rồi, hy vọng nàng ta không gây chuyện nữa. Nếu sau này nàng ta lại tái phạm, nô tỳ sẽ nhớ lại thù cũ mà tính cả nợ mới. Phục Linh vừa nói, vừa tức giận thêm than vào lò. Trong phòng đã có chút hơi ấm từ lò than. Tần Hoàn mở túi thuốc mang theo, nhanh chóng ném một chút thương chuột và trần bì vào lò. Không lâu sau, hương dược ngọt ngào tỏa khắp phòng. Phục Linh mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy tuyết vẫn rơi không ngừng. Nàng thở dài, tuyết thế này mà không dừng, e rằng sẽ phong sơn, rất khó khăn. Tần Hoàn cũng đang lo lắng về chuyện đó. Khi quay sang, nàng thấy Vãn Hạnh vẫn im lặng đứng ở một góc, từ nãy đến giờ chưa nói một lời nhớ lại cảnh vãn hạnh chắn trước mình lúc nãy, lòng tần hoàn ấm lại. Nàng vẫy tay, vãn hạnh, lại đây. Vãn hạnh nghĩ rằng tần hoàn có gì muốn giận dò, vội bước tới, tiểu thư. Tần hoàn thở dài, người không cần phải quá câu nệ như vậy. Nhìn Phục Linh xem, chúng ta tuy là chủ tớ, nhưng trong phòng thì cứ tự nhiên một chút. Người tuy là mới tới, nhưng so với Phục Linh thì cũng không khác gì. Cả hai đều là người mà ta tin tưởng nhất ta biết ngươi không nói nhiều nhưng thấy ngươi cứ cúi đầu đứng một bên mãi ta lại cảm thấy ngươi quá gò bó vãn hạnh vẫn cúi đầu nghe vậy liền ngừng đầu thẳng lưng sau một lát mới nói nô tỉ đã biết tần hoàn biết rằng thói quen lâu năm không thể thay đổi ngay nên không nói thêm gì nữa lúc này phục linh cũng tiến lại vui vẻ giữa tay vãn hạnh này muội muội tiểu thư của chúng ta là người hiền lành nhất có lúc ta còn dám trêu tiểu thư nữa đấy mà chưa bao giờ tiểu thư giận đâu. Người ở trước mặt tiểu thư, chúng ta đều là người một nhà, đừng câu nệ quá. chương 222 Vãn hạnh gật đầu, giọng nói có chút sinh khí, giả, thiếp biết rồi. Phục linh nhìn vãn hạnh rồi thở dài, khẽ búng vào chán nàng. Ta và ngươi nói chuyện, sao còn xưng nô tì. Sau này chúng ta là tỷ muội phải đồng lòng hầu hạ tiểu thư mới đúng âm thanh đang vang lên khi chán vãn hạnh bị chạm vào, nàng mím môi, giả, ta hiểu rồi. Phục linh lúc này mới nở nụ cười, tần hoàn nhìn thấy cũng khẽ mỉm cười theo. Trời đêm tuyết lạnh, tần hoàn nhanh chóng rửa mặt rồi đi ngủ, nàng nằm trên giường, còn phục linh ngủ ở một giường khác trong phòng. Có lẽ vì căn phòng ẩm ướt chưa được sưởi ấm, hoặc vì nỗi kinh hoàng đêm trước, tần hoàn cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng dù nằm xuống thế nào cũng không thể ngủ được. Trong khoảnh khắc đó, nàng nhớ lại người bệnh điên dại với tóc xóa tung mà mình đã gặp. Người kia rõ ràng lúc đó muốn đến cổng phủ, có thể là muốn trốn chạy, nhưng đồng thúc lại bảo rằng hắn mất trí, vậy một kẻ mất trí sao có thể tự tìm đường đến cổng phủ được? Nghĩ đến điều này, trong lòng Tần Hoàn không khỏi giấy lên nhiều nghi vấn. Từ trước đến nay, mọi việc Tần Hoàn đều suy nghĩ theo lý lẽ nếu điều gì không hợp lý thì phần lớn là giả dối nhưng tại sao đồng thúc lại nói dối nếu người đó không phải bệnh nhân vậy hắn là ai tần hoàn khép mắt thở dài tự hỏi liệu mình có phải đã trở nên quá đa nghi hay không tôn sư huynh xuất thân từ dược vương cốc nổi tiếng là thần y ở tam nguyên thôn dù ngôi nhà này có chút trống trải và rùng rợn nhưng chắc không có gì bất thường tần hoàn thở dài Cố ép bản thân bình tĩnh lại. Sau một lúc trằn chọc, cuối cùng nàng mới chợp mắt được. Khi tỉnh dậy, trời vẫn còn chưa sáng rõ, bầu trời âm u với ánh sáng nhạt màu xanh xám. Tần Hoàn cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng sau khi nằm thêm một lát, nàng mở mắt, lặng lẽ lắng nghe. Bên ngoài nhà dường như không có âm thanh nào, tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên, lập tức mặc quần áo và đứng dậy. Khi đến bên cửa sổ, vừa mở ra, nàng thấy bên ngoài tuyết trắng phủ đầy như ngọc và trận tuyết lớn đêm qua đã ngừng rơi sân hôm qua vừa quét sạch giờ đã phủ lên một lớp tuyết dày trên các cây cối mái nhà và lều đều phủ một lớp tuyết trắng không tì vết mặt trời vẫn chưa tỏa sáng mạnh nhưng tâm trạng của tần hoàn đã trở nên sáng xua tuyết đã ngừng chỉ cần chờ cho tuyết tan có lẽ ngày mai họ có thể xuất phát tần hoàn cảm thấy tinh thần phấn chấn sự lười biếng dường như tan biến. Nàng quay lại nhìn Phục Linh và Vãn Hạnh vẫn đang ngủ say trên giường. Thở dài, nàng nghĩ rằng các nàng ấy tối qua có lẽ không ngủ ngon vì phải nằm dưới đất ở quán trọ phúc khách. Tần Hoàn nhẹ nhàng thêm vài khối than vào chậu lửa, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh sáng ngày càng rõ. Nhìn khung cảnh tuyết trắng tinh khôi bên ngoài, trong lòng Tần Hoàn bỗng dâng lên ý muốn ra ngoài đi dạo tần hoàn liếc nhìn phục linh và vãn hạnh một lần nữa rồi quay người khoác áo choàng và đẩy cửa bước ra ngoài trời đã sáng hẳn không chỉ tuyết đã ngừng mà gió cũng tắt ngôi nhà cũ được phủ một lớp tuyết trắng trông rực rỡ hơn hẳn tần hoàn nghĩ phía đông là nơi tôn phu nhân đang dưỡng bệnh nên nàng không muốn làm phiền nàng men theo lối đi chính hướng về phía bắc nơi sân càng sâu hơn có lẽ gieo trong nhà ít người lúc này bọn hạ nhân hẳn đã thức dậy nhưng không ai ra ngoài quét dọn tuyết vì vậy trên lối đi chính tuyết vẫn dày đặc mỗi bước chân tần hoàn đặt xuống tạo nên những tiếng kéo kẹt trên nền tuyết cứng tần hoàn bước chậm rãi từng bước đi được vài chục bước liền quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên nền tuyết trắng tinh khôi xuất hiện một chuỗi dấu chân siêu vẹo của nàng trong lòng nàng bỗng dâng lên chút thú vui nhàn nhã bao nhiêu ngày mệt nhọc trên đường dường như cũng vơi đi Ngôi nhà tuy trông có vẻ trống vắng và cũ kỹ, nhưng khu vườn lại rất phong phú với nhiều cây cối, điều này khiến cho nhà mới không thể so sánh được. Tần Hoàn chậm rãi bước qua, nhìn thấy những cây thường xanh chỉ có ở phương Nam, tán lá dày như những chiếc dù, bị tuyết động phủ kín, giống như đang duỗi mình vào trong lớp mây mờ. Tần Hoàn tiếp tục đi, và vô tình đã đến khu sâu hơn của ngôi nhà. Bên ngoài ngôi nhà trông như một khối liền mạch, nhưng khi vào trong, phòng ốc và sân vườn nối tiếp nhau như mê cung. Tần Hoàn bước đi từng bước, nhìn thấy các sân đều khóa cửa, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Trước đây, ngôi nhà này hẳn là tổ ấm của một đại gia tộc, nếu các viện có người thì hẳn sẽ rất nhộn nhịp. Hiện giờ, khi Hạo Nguyệt Sư huynh mua về để dưỡng bệnh, nơi này yên tĩnh, nhưng thực sự có phần quá đỗi cô quạnh. Tần Hoàn bước chậm, dù chưa đi xa nhưng lại mất khá nhiều thời gian. Khi nàng định quay lại, một cánh cổng không khóa xuất hiện trong tầm mắt. Tần Hoàn đã đi qua khoảng 10 sân, nhưng đây là sân duy nhất không khóa cửa. Trong lòng nàng dấy lên suy nghĩ, có lẽ nơi này có người ở. Nhưng liệu đó là hạ nhân trong phủ hay là người bệnh? Tần Hoàn suy nghĩ một chút, do dự nhìn về phía cổng viện. Tự nhiên nàng sẽ không vào mà chưa được mời, nhưng sau khi quan sát không thấy điều gì bất thường, nàng xoay người bước đi. Ngay khoảnh khắc nàng vừa xoay lưng, một âm thanh lớn, ầm đột một vang lên từ trong viện, khiến Tần Hoàn giật mình. Âm thanh giống như có vật nặng rơi xuống đất. Tần Hoàn nhíu mày, lắng nghe kỹ càng nhưng không hề nghe thấy tiếng người, thật là kỳ lạ. Ánh mắt nàng chợt chuyển về phía mái nhà phủ tuyết, chẳng lẽ tuyết đã làm sập mái? Suy nghĩ như vậy, Tần Hoàn hướng về cổng viện mà bước tới. Nàng khẽ nhấc tà váy, bước đi trên nền tuyết dày đến tận mắt cá chân. Nàng nhanh chân hơn, gần đến cổng thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói. Tần cô nương đang định làm gì thế? Tần hoàn khựng lại, quay người lại và thấy đồng thúc không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau nàng, không xa, ở chỗ ngoặt. Nàng nhìn theo hướng đồng thúc đến, ông ta vừa đi từ phía đông. Sợ đồng thúc hiểu lầm rằng mình đi lung tung, tần hoàn vội giải thích với giọng hối lỗi, đồng thúc, chào buổi sáng. Ta dậy sớm nên ra ngoài đi dạo. Khi đến đây, ta nghe thấy có tiếng động như vật gì rơi xuống đất, nhưng không nghe thấy tiếng người, nên đến gần xem thử. Đồng thúc mỉm cười hiền lành, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên vẻ tự ái. Ông bước về phía tần hoàn, rồi nói với giọng trấn an, cô nương không cần lo lắng. Viện này không có ai ở, chỉ có vài con chó được mang về từ bên ngoài. Tiếng mà cô nghe có lẽ là do chúng va vào lồng sắt trong phòng mà thôi. Tần hoàn nhíu mày, chó, sao ta không nghe thấy tiếng sủa? Đồng thúc thở dài, đó là chó của phu nhân, do thiếu gia bạch mua về. Ban đầu nó rất ồn ào, nhưng sau lại làm ảnh hưởng đến việc dưỡng bệnh của phu nhân, nên bị nhốt lại. Ở nơi hoang vắng này, chắc chó cũng khó sống, vì vậy chúng tôi cho nó uống thuốc làm câm tiếng, giờ thì không sủa nữa nhưng ít nhất vẫn còn sống giọng nói của đồng thúc rất ôn hòa ông mỉm cười mắt híp lại trông thật hiền lành nhưng khi nghe những lời này tần hoàn bỗng cảm thấy dùng mình nhìn kỹ lại nàng nhận ra khuôn mặt đồng thúc đầy những nếp nhăn khô cằn và nụ cười trên mặt ông dường như không phù hợp với vẻ lãnh đạm trong đôi mắt nhà giàu coi mạng người còn không đáng gì huống chi là mạng chó dùng thuốc để làm câm tiếng cũng chẳng có gì lạ nhưng Tần Hoàn bỗng nhận ra rằng, từ hôm qua đến giờ, mỗi lần Đồng Thúc nói chuyện đều mang theo nụ cười như vậy. Nụ cười này không giống với vẻ vui tươi thật lòng, mà giống như một chiếc mặt nạ đeo lên mặt. Trong lòng Tần Hoàn, hình ảnh hiền lành của Đồng Thúc ngay lập tức giảm sút nhiều. Nàng hơi nghi ngờ, liếc nhìn về phía căn nhà, thì ra là vậy, chắc ta lo xa quá. Ta cứ tưởng trong viện này cũng có người bệnh. Đồng Thúc cười lớn rồi ho nhẹ nói, người bệnh đều ở hậu viện phía đông, bên đó yên tĩnh và hẻo lánh hơn. Tần Hoàn hơi đổi ánh mắt, rồi bắt chước cách nói của Phục Linh, phu nhân dưỡng bệnh ở đây, chẳng phải người bệnh khác cũng nên tránh, để không gặp điều bất chắc sao. Đồng Thúc vẫn mỉm cười, đúng là như vậy, nhưng thiếu chủ vốn là thầy thuốc, cứu người là lẽ đương nhiên. Cô nương yên tâm, chỗ ở của những người bệnh đó cách xa phu nhân, không có gì phải lo tần hoàn gật đầu đồng thúc tiếp lời bữa sáng đã được đưa đến viện của ngài rồi ngài mau trở về dùng bữa tả váy của ngài cũng đã ướt đừng để bị cảm lạnh tần hoàn nhếch môi được rồi ta sẽ về ngay tần hoàn nhấc tả váy bước theo lối cũ trở về lần này nàng đi nhanh hơn dấu chân trở nên lộn xộn khi nàng bước đi ánh mắt của đồng thúc vẫn dõi theo khiến nàng phải cố kiềm chế không quay lại nhìn chỉ đến khi nàng rẽ qua một góc, ánh mắt của Đồng Thúc mới biến mất. Tần Hoàn dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Sau một lúc, nàng cảm thấy hơi nóng, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn nghĩ đến âm thanh phát ra từ sân ban nãy. Cửu cô nương, sao nàng lại ra ngoài? Đang suy nghĩ, một giọng nói trong trẻo vang lên, Tần Hoàn quay lại và thấy Tôn Mộ Khanh bước tới từ phía tây. Nàng giữ vẻ mặt bình thản, ta dậy sớm nên ra ngoài đi dạo tôn mộ khanh vẫn giữ nụ cười thoải mái dậy sớm thế có phải tối qua nàng không ngủ ngon tần hoàn lắc đầu không phải ta chỉ thường dậy sớm thôi tôn mộ khanh nhẹ nhàng nói bên ngoài lạnh lắm nàng đừng để bị cảm tần hoàn mỉm cười lắc đầu rồi hỏi tôn công tử định đi đâu vậy tôn mộ khanh chỉ về phía đông ta định đến thăm sư huynh hôm qua khi ta đến chưa kịp gặp sư tẩu Sư Tẩu tuy ở Ích Châu, nhưng gia đình Bạch thị và sư huynh Hạo Nguyệt là bạn thân. Lúc nhỏ, sư Tẩu đã từng đến Liên Châu ở một thời gian, ta cũng gặp sư Tẩu khi đó. Đã hơn 10 năm không gặp rồi, khi sư huynh thành hôn, ta mới vừa bái sư nên không thể dự lễ. Tôn Mộ Khanh nói tiếp một cách tự nhiên, Tần Hoàn nhìn khuôn mặt rạng rỡ của hắn, trong lòng không khỏi thầm than. Dù trong lòng hắn có chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn, đôi mắt và nụ cười kia vẫn toát lên vẻ sáng sủa, tự tại và đầy sức sống. Tần Hoàn chợt nhớ lại thời gian trước khi ở trong sư môn, Tôn Mộ Khanh đã nhiều lần chăm sóc nàng. Khi đó, học y đạo với hắn thật trong sáng, khi cười là thật sự vui vẻ, không hề giấu chút cay đắng nào. Có lẽ vẻ mặt chăm chú của Tần Hoàn khiến Tôn Mộ Khanh vui mừng. Thấy nàng không nói thêm, Tôn Mộ Khanh bất chợt nói, Cửu cô nương có muốn cùng ta thăm Hạo Nguyệt Sư huynh không? Tiện thể gặp luôn cả sư tẩu, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Ích Châu. Lẽ ra Tần Hoàn nên từ chối, nhưng lòng nàng lúc đó đầy những suy nghĩ hỗn loạn và theo bản năng, nàng gật đầu đồng ý. Tôn Mộ Khanh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, thật tuyệt vời. Ta còn tưởng cửu cô nương sẽ từ chối, đi thôi, hôm qua ta đã qua đó một lần, ta biết đường. Nàng không biết đâu sư tổ của ta thật sự rất đẹp. đến nước này, tần hoàn chỉ đành đi theo tôn mộ khanh. nàng có chút do dự, nhưng nhiều hơn là cảm giác háo hức. có lẽ trời cao đã thấy bất công mà ban cho nàng cơ hội gặp lại cố nhân như một sự đền bù. và nàng làm sao có thể bình tĩnh mà không sao động? tại nơi này, tâm trạng của tôn mộ khanh rõ ràng rất tốt. anh hào hứng kể chuyện sư tổ của ta xuất thân từ gia tộc bạch ở ít châu cửu cô nương có biết gia tộc bạch chứ đó là một trong những đại gia tộc hàng đầu dưới thời tiền triều dù sau này có phần suy yếu nhưng vẫn là danh môn vọng tộc của vùng phía đông cả gia tộc bạch đều là văn nhân xuất sắc trong văn chương và thư pháp sư tẩu của ta không chỉ giỏi về cầm kỳ thi họa mà còn nổi tiếng với tài năng từ khi nhỏ từ năm năm tuổi đã đánh đàn bảy tuổi viết văn có người từ khắp nơi cầu thân tuy nhiên nàng và sư huynh Hảo Nguyệt lại có tình cảm thanh mai trúc mã rất sâu đậm. Khi còn nhỏ không hiểu, nhưng lớn lên rồi nhớ lại, ta thật sự ngưỡng mộ sư huynh Hảo Nguyệt. Tình cảm giữa sư huynh và sư tẩu là mối tình đẹp nhất mà ta từng thấy từ nhỏ đến lớn. Họ đúng là một đôi xứng đáng với danh xưng thần tiên quyến lữ. Tôn Mộ Khanh nói với giọng cảm thán, lần cuối ta gặp sư tẩu cũng đã mười mấy năm rồi từ đó ta và sư huynh hạo nguyệt càng ngày càng ít gặp nhau khi còn nhỏ thì vui vẻ hơn chắc cửu cô nương không biết mấy đứa nhỏ trong dòng họ tôn của dược vương cốc đều cùng học tập học với nhau chúng ta học chữ đọc sách và cùng nhau bị phạt khi không làm tốt bài khóa thời đó thật sự là vui nhất những lời nói của tôn mộ khanh khiến tần hoàn nhớ lại thời thơ ống tuy thời niên thiếu của nàng không vui như tôn mộ khanh bởi lúc đó cha nàng chỉ là một viên quan nhỏ trong tuần lý viện, gia đình họ sống rất khó khăn. Nhưng khác với người khác, ngay từ nhỏ, nàng đã bắt đầu quan sát cha mình nghiệm thi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 223. Tần Hoàn suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt hỏi, "Phu nhân họ Tôn có phải còn một người anh trai không?" Ánh mắt của Tôn Mộ Khanh sáng lên, cô nương làm sao biết điều đó? tần hoàn khẽ liếc mắt nhẹ nhàng đáp lúc nãy khi đi vòng ra phía sau ta nghe thấy tiếng động lạ trong sân ban đầu ta nghĩ có ai đó ở bên trong nhưng không lâu sau đồng thúc tới và nói rằng đó là chó do anh trai phu nhân họ tôn gửi tặng tôn mộ khanh ồ lên một tiếng nhưng không hỏi thêm gì về việc đó chỉ gật đầu nói đúng vậy xưa tẩu quả thật có một người anh trai khi còn nhỏ ta cũng từng gặp anh ta một lần bạch công tử viết chữ rất đẹp Ta còn nhớ rõ lần gặp mặt đó, chỉ có một mình Bạch công tử đang viết, còn chúng ta thì đứng xung quanh nhìn. Nghe nói khi còn nhỏ, có lần Bạch công tử bị thương ở tay phải, nên anh ấy tạm thời phải chuyển sang dùng tay trái để viết. Trong nhà ai cũng lo lắng, nhưng không ngờ chỉ sau nửa tháng, anh ấy đã viết bằng tay trái gần như không khác gì tay phải. Chuyện này khi ấy còn được lan truyền và thầy giáo cũng nhắc đến. Tần Hoàn gật đầu. Nhưng rồi lại nhíu mày hỏi, phu nhân họ Tôn thích chó hay là Bạch công tử thích, hoặc là thần y Tôn? Đồng thúc nói rằng Bạch công tử gửi chó đến đây, nhưng phu nhân họ Tôn đến đây là để dưỡng bệnh, không có lý do gì lại đem theo chó. Nhất định phải có ai đó thích chúng mới đem theo như vậy. Nghe đến đây, Tôn Mộ Khanh khẽ cau mày, ta cũng không rõ lắm, lúc còn nhỏ, khi mọi người ở bên nhau, ta không nghe ai nhắc đến việc yêu thích thú cưng gì cả. Nhưng có thể ta không biết, hoặc có thể họ chỉ phát triển sở thích này sau đó. Tần Hoàn nghe vậy thấy cũng hợp lý, nhưng bất chợt nhớ đến người đã gặp đêm qua, liền hỏi: "Thần y Tôn vẫn đang chữa bệnh cứu người ở đây sao?" Đêm qua, khi ta đi cùng Lục Tỷ để lấy đồ, ta thấy một người với mái tóc rối tung. Sau đó, đồng thúc nói đó là một bệnh nhân sống trong nhà này, người đó dường như không tỉnh táo và đã chạy ra từ trong sân. Tôn Mộ Khanh chớp mắt ngạc nhiên, có chuyện như vậy sao? Các người có bị dọa không? Tần Hoàn lắc đầu, Tôn Mộ Khanh tiếp lời, ta cũng vừa đến đây hôm qua, nên không rõ lắm chuyện này. Tuy nhiên, năm đó Sư Huynh Hạo Nguyệt là một đệ tử xuất sắc dưới chướng Sư Phụ. Mặc dù sớm rời khỏi Sơn Môn, nhưng Sư Phụ vẫn thường xuyên nhắc đến anh ấy trước mặt ta. Y thuật của Huynh ấy rất cao, hơn cả ta, nên giờ chữa bệnh cứu người là điều dễ hiểu. Tần hoàn thở dài, người xuất thân từ dược vương cốc quả là khác biệt. Tôn mộ khanh mỉm cười, cửu cô nương đùa rồi, đây đều là trách nhiệm của người hành y. Vừa nói chuyện, hai người đã đến gần nhà chính ở trung tâm. Những tán cây cổ thụ phủ bóng dâm, tuyết động chất thành từng tầng, càng làm cho ngôi nhà trở nên u ám và lạnh lẽo. Tần hoàn thở ra một làn hơi trắng, nhìn quanh rồi hỏi, tại sao thần y tôn lại mua ngôi nhà lớn như thế này? ngôi nhà này rộng như vậy mà chỉ có hai người ở e rằng khá cô quạnh tôn mộ khanh nghiêng đầu suy nghĩ việc này ta chưa hỏi qua có lẽ vì sư tẩu bị bệnh nên sư huynh ngày càng ít nói hơn hôm qua ta cũng không ở lâu khi ta nói có vài người bạn đang ở phúc khách điếm gần đây trong đó có một người từng giúp ta sư huynh đã nói ngôi nhà này rộng rãi sao không để bọn ta đến ở cùng thật ra ta và sư huynh không trò chuyện nhiều nhưng có thể sư huynh thích khí hậu nơi này hơn nữa ngôi nhà này nằm dưới chân núi thần nữ có tin đồn rằng thần nữ bảo vệ nơi này dân làng quanh vùng đều khỏe mạnh không bệnh tật gì tôn mộ khanh bật cười cửu cô nương lại cười ta rồi người học y như ta vốn không nên tin vào mấy chuyện này tần hoàn lắc đầu người học y cũng là người thường thôi cầu mong chốt may mắn cũng không có gì sai giờ đã vào đông nếu là mùa hè nơi này chắc chắn sẽ rất mát mẻ à phải rồi thần y tôn đến đây từ nửa năm trước đúng không đúng vậy sư huynh từng đưa sư tàu đến ích châu để dưỡng bệnh vì sư tàu thích mát mẻ nên khi trời vào xuân và sắp đến mùa hè họ đã đến phía nam một chút vì sư tàu không thích đi thuyền họ không vượt qua sông nhạn mà chỉ dạo quanh vùng núi mây mù khi đến gần thần nữ phong sư tàu thấy rừng trúc nơi đây mát mẻ hợp ý nên thích ngay Sư huynh thấy vậy, liền nhờ người tìm ngôi nhà, và cuối cùng tìm được ngôi nhà này vừa ý hai người. Nghe Tôn Mộ Khanh kể chuyện, Tần Hoàn vô thức nhìn về phía Tây Bắc. Đêm qua, khi đến đây, tuyết lớn rơi, gió lạnh thổi mạnh, đỉnh núi bao phủ bởi sương mù dày đặc, chỉ có thể thấy được một khoảng nhỏ. Nhưng giờ tuyết đã ngừng, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, có thể nhìn xa đến 10 dặm. Tần Hoàn vừa nhìn liền thấy ở hướng Tây Bắc, có một ngọn núi cao vươn lên từ mặt đất. Bách Thảo Viên nằm trên sườn núi thoai thoải, và từ đó đi lên vài dặm là đỉnh của ngọn núi này, cao sừng sững giữa mây trời, trông như một khối thạch nhũ khổng lồ. Những tảng đá lởm chởm trên núi phác họa hình dáng của một người, và những đám mây trôi phía trên đỉnh núi giống như một chiếc khăn che mặt, mờ ảo che khuất khuôn mặt của một thần nữ xinh đẹp. Tần Hoàn Vốn không tin vào những chuyện liên quan đến quỷ thần nhưng từ nhỏ nàng đã cùng cha mẹ đi lễ phật cầu chốt may mắn cũng không phải điều gì sai nơi này ngôi nhà tọa lạc giữa rừng trúc trên sườn núi tầm nhìn rất tốt không khí trong lành yên bình cảnh sắc khiến người ta thấy thư thái đây quả thật là một nơi tuyệt vời để dưỡng bệnh không hiểu sao người chủ trước lại nỡ lòng bán đi hai người vừa trò chuyện vừa đi chẳng bao lâu đã đến trước một sân khá rộng rãi tần hoàn ngước nhìn lên cổng sân thấy trên tấm bảng đá khắc hai chữ nhân tâm, chắc chắn đây là nơi ở của Tôn Hạo Nguyệt. Đúng rồi, sư huynh và sư tẩu đang ở đây, Tôn Mộ Khanh nói. Tôn Mộ Khanh vừa dứt lời, một bà lão với khuôn mặt tròn trịa từ trong sân bước ra. Thấy Tôn Mộ Khanh và Tần Hoàn, bà ta ban đầu sửng sốt nhưng nhanh chóng nhận ra là biểu thiếu ra. Tôn Mộ Khanh vội gật đầu, đúng vậy, không biết sư huynh đang làm gì ta đến thăm hắn. Bà lão vội gật đầu, được, được, để nô tỳ vào báo cho chủ nhân, xin biểu thiếu gia chờ một lát. Bà lão không nhận ra tần hoàn, chỉ liếc nhìn nàng một cái trước khi bước vào. Tôn mộ khanh nhìn tần hoàn, mỉm cười, sư huynh không thích nói nhiều, khi gặp mặt, cửu cô nương đừng lấy làm phiền lòng. Tần hoàn vội gật đầu, đương nhiên rồi, ta chỉ lo mình đến đây sẽ quấy dày công tử chuyện cho làm sao có chuyện đó? Tôn Mộ Khanh xua tay, sư huynh lúc nào cũng bận rộn, nhưng phần lớn thời gian đều ở bên cạnh sư tẩu. Khi sư tẩu bệnh, sư huynh chẳng rời nàng nửa bước. Nghe vậy, Tần Hoàn không khỏi cảm thán, nàng từng học y, đã chứng kiến biết bao cặp vợ chồng phải đối mặt với nhiều chuyện khi một bên mắc bệnh nặng. Trong gia đình giàu có, dù hai người có từng ân ái đến đâu, người chồng cũng sẽ nạp thiếp hoặc tái hôn. Còn những gia đình nghèo khổ, người vợ bệnh tật thường kéo cả nhà vào cảnh khốn khó. Người đời phải lo cơm áo, có mấy ai đủ lòng kiên trì cùng nhau trải qua ốm đau và nghèo túng mà vẫn giữ được tình cảm bên chặt. Tần Sâm và Diêu Tâm Lan ban đầu cũng là cặp vợ chồng được mọi người nghĩ là tình sâu nghĩa nặng, nhưng sau đó Tần Sâm lại có người khác trong lòng. Vậy còn sư huynh Hạo Nguyệt và phu nhân của huynh ấy thì sao? Nghĩ đến chuyện hôm qua, khi Tôn Hảo Nguyệt về nhà, điều đầu tiên hỏi là về tình trạng của phu nhân. Tần Hoàn trong lòng có chút chắc chắn, tình cảm của Tôn Hảo Nguyệt dành cho Bạch Phi Yên chắc chắn không giống những người khác. Biểu thiếu ra, thiếu chủ nhân mời ngài vào trong. Rất nhanh, bà lão trở ra, Tôn Mộ Khanh mỉm cười, nói một lời cảm ơn rồi bước vào. Khi vào sân, hắn thấy Tôn Hạo Nguyệt đứng chờ trước cửa. Tôn Mộ Khanh nhìn thấy liền hỏi, sư huynh, Ta có làm phiền ngươi không?" Tôn Hạo Nguyệt lắc đầu, ánh mắt tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Hoàn đang đi cùng. Tôn Mộ Khanh liền giới thiệu, "Ta đưa cửu cô nương đến thăm huynh. Đây là cửu cô nương nhà họ Tần, người mà trước đây ta đã nói là có ơn với ta." Tần Hoàn nghe vậy chỉ thấy hơi ngượng, nàng chỉ giúp Tôn Mộ Khanh một ít lộ phí, nhưng qua lời của hắn lại biến thành ơn nghĩa lớn lao. Tần Hoàn kính chào Tôn Thần Y. Tôn Hạo Nguyệt ngật đầu, trên gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm và từ bi thường thấy, dù không mỉm cười nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh lùng. Cửu cô nương không cần đa lễ, mời vào ngồi. Cửa chính của đại sảnh mở ra, Tôn Hạo Nguyệt nghiêng người mời vào. Tôn Mộ Khanh mỉm cười bước vào sảnh, vì đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên dù Tôn Hạo Nguyệt lớn hơn hắn vài tuổi, Tôn Mộ Khanh vẫn coi anh như người nhà, nên lời nói cũng rất thoải mái sư huynh đang làm gì vậy sư tẩu đâu ta đến là muốn gặp sư tẩu ta đang bảo chế thuốc còn sư tẩu của ngươi thì đang ngủ tôn hạo nguyệt đáp tôn mộ khanh thốt lên đầy tiếc nuối ồ vậy là ta đến không đúng lúc rồi tôn hạo nguyệt nhìn sâu vào mắt tôn mộ khanh dường như thấy được sự tiếc nuối trong ánh mắt hắn bèn nói nàng khó khăn lắm mới có thể ngủ nên không nên quấy dày nhưng ngươi đã mười mấy năm rồi chưa gặp nàng Lần này đến mà không thăm thì cũng không phải. Ngươi hãy theo ta." Ánh mắt của Tôn Mộ Khanh sáng lên, rồi hắn liếc nhìn Tần Hoàn, "Sư huynh, còn cửu cô nương thì sao?" "Cửu cô nương cũng đi cùng chúng ta." Tôn Hạo Nguyệt nói một cách lịch sự. Nụ cười trên mặt Tôn Mộ Khanh lập tức nở rộ, hắn vội vàng dẫn theo Tần Hoàn đi cùng Tôn Hạo Nguyệt đến nội thất. Vừa đi, Tần Hoàn khẽ nhíu mày, từ lúc bước vào sân, nàng đã nghe thấy mùi thuốc thoang thoảng và càng tiến gần nội thất, mùi thuốc càng đậm hơn. Ba người đi qua cửa hôm của đại sảnh, vòng veo một hồi, rồi cuối cùng cũng đến trước cửa nội thất. Tôn Hạo Nguyệt cẩn thận đẩy cửa, mùi thuốc nồng nặc ngay lập tức xộc thẳng vào mặt. Sau cửa là một bức bình phong với cảnh núi non, Tôn Hạo Nguyệt dẫn Tôn Mộ Khanh và Tần Hoàn đi vào. Vòng qua bình phong, họ dừng lại trước lớp màn che thứ nhất. Tần Hoàn đưa mắt nhìn quanh, Thấy trong phòng treo bốn tấm màn, bày trí rất thanh nhã. Một góc phòng có lò hương, mùi trầm hương đặc biệt rõ ràng. Căn phòng rộng lớn, bốn phía cửa sổ đều thoáng đãng, nhưng sau bình phong lại có nhiều lớp màn che rũ xuống. Giờ phút này, tất cả màn đều đã buông xuống, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của chiếc giường bên trong. Tôn Hạo Nguyệt vén tấm màn thứ nhất, tiến vào bên trong, tiếp tục vén màn thứ hai. Khi tấm màn thứ tư được vén lên, toàn bộ nội thất mới lộ ra. Đến gần đây, Tôn Hạo Nguyệt dừng bước, khẽ nâng cầm, ra hiệu cho Tần Hoàn và Tôn Mộ Khanh nhìn về phía giường, rồi hạ giọng nói, đi gần hơn nữa sợ sẽ đánh thức nàng. Các người chỉ cần nhìn từ đây. Lúc này khoảng cách đến giường không còn xa, nhưng màn giường cũng đã buông xuống. Qua lớp lụa trắng mỏng manh, mơ hồ có thể thấy hình dáng một nữ nhân nằm trên giường. Bạch Phi Yên nằm yên, khuôn mặt không thể nhìn rõ. Tần Hoàn chỉ có thể thấy mái tóc dài như thác nước xóa tung trên gối, cơ thể được phủ trong lớp chăn gấm dày. Nhìn kỹ, khó có thể thấy ngực nàng phập phồng vì thở. Tần Hoàn trong lòng trầm xuống, nàng tự hỏi, rốt cuộc phu nhân mắc phải bệnh gì? Hay là bệnh đã đến giai đoạn nguy kịch? Tôn Mộ Khanh cũng thở dài, rõ ràng hắn cũng nhận ra tình hình không ổn. Không muốn quấy rầy sư tàu, Hắn nhìn nàng một lát rồi xoay người đi ra ngoài. Tôn Hạo Nguyệt lần lượt buông từng tấm màn xuống. Khi cả ba đã ra khỏi phòng, Tôn Hạo Nguyệt nhẹ nhàng đóng cửa lại. Suốt chặng đường, Tôn Mộ Khanh không nói lời nào. Khi trở lại đại sảnh, hắn mới cất tiếng hỏi, "Sư Tẩu rốt cuộc bị bệnh gì?" Tôn Hạo Nguyệt thở dài, nàng mắc chứng bệnh bẩm sinh đã có từ trong bụng mề. Tôn Mộ Khanh chớp mắt ngạc nhiên, với tài năng của sư huynh không thể điều trị khỏi được sao nhắc đến bệnh tình của vợ ánh mắt tôn hạo nguyệt trầm xuống gương mặt vốn điềm tĩnh cũng thoáng hiện một tầng u ám ta từng viết thư hỏi sư phụ và sư phụ nói phương thuốc của ta là đúng chỉ là nàng quá yếu cần thêm thời gian khoảng nửa năm trước bệnh của nàng trở nặng nhưng từ khi đến núi mây mù tình trạng đã khá hơn một chút giờ trời vào đông mọi thứ lại trở nên khó khăn có khi nàng ngủ suốt mấy ngày, có khi lại không ngủ được. Cơ thể ngày càng suy yếu. Tần Hoàn và Tôn Mộ Khanh đều là người học y, nghe lời này đều hiểu rõ. Nếu sư phụ cũng nói phương thuốc của Tôn Hạo Nguyệt là đúng, thì vấn đề chỉ còn là thời gian. Hoặc cũng không thể loại trừ khả năng cơ thể Bạch Phi Yên đã quá yếu, như ngọn đèn sắp tắt. Sư huynh ở đây, bệnh của sư tổ chắc chắn sẽ tốt lên. Chỉ là mùa đông này quá khắc nghiệt, vượt qua mùa đông này thì sẽ ổn thôi, Tôn Mộ Khanh an ủi. Tôn Hạo Nguyệt gật đầu, rồi quay ra cửa gọi, lâm thầm. Pha trà, từ ngoài cửa có tiếng trả lời, bà lão vừa đón họ lúc nãy bước vào đại sành, Tần Hoàn và Tôn Mộ Khanh lần lượt ngồi xuống, lâm thầm pha trà cho họ rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Tôn Hạo Nguyệt nói khẽ, thử xem, đây là trà được trồng ở vườn phía sau nhà. Tôn Mộ Khanh vừa cầm chén trà, Vừa lấy nắp gạt bỏ bọt trà, nói: "Sư huynh mua ngôi nhà này, cách phía đông không xa có một vườn trà rất lớn. Vài năm trước, khu vườn này từng nổi tiếng trong vòng trăm dặm, nhưng sau đó chủ nhân không trồng trà nữa và đã rời đi, khiến vườn trà bị bỏ hoang. Sau đó, ngôi nhà này cũng bị bỏ không, sư huynh chọn nơi này, chắc hẳn cũng vì khu vườn đó. Giờ đây, sư huynh trồng không ít thảo dược trong vườn." Chương 224 Tần Hoàn vừa nghe đã ngay lập tức nhận ra, Ngụy Trường Phúc từng nói qua rằng quán trọ náo nhiệt nhất là nhờ khu vườn trà ấy, thì ra khu vườn trà đó vốn thuộc về chủ nhân cũ của căn nhà này. Tần Hoàn gật đầu đáp lời, cảm thấy định mệnh đã sắp đặt một mối duyên lành. Tôn Mộ Khanh và Tần Hoàn cùng thưởng thức nước trà, gương mặt cả hai hiện rõ vẻ hài lòng, Tôn Mộ Khanh liền hỏi, sư huynh địch ở lại đây bao lâu? Hay huynh định sau này sẽ cùng sư tẩu sống luôn ở đây? Tôn Hạo Nguyệt bình thản đáp, tạm thời sẽ ở lại đây, đợi khi sư tổ ngươi khỏe hơn rồi xem ý nàng thế nào. Khi Tôn Hạo Nguyệt nói, giọng hắn hơi trầm xuống, dù chỉ thoáng qua nhưng Tần Hoàn vẫn nhạy bén nhận ra. Tôn Mộ Khanh nghe vậy thì cười bảo, sư huynh và sư tổ thật khiến người khác ngưỡng mộ, tòa nhà này tuy hơi lớn, nhưng quả thực rất tốt. Tôn Hạo Nguyệt hơi cúi đầu, "Phải, nàng thích nơi này." Khóe môi tôn mộ khanh khẽ cong, sắp Tết rồi, năm nay sư huynh và sư tẩu chắc sẽ có một năm tĩnh lặng, nếu còn ở Ích Châu hay Liên Châu thì mọi người phải quây quần bên nhau, nhưng như thế lại bất lợi cho việc sư tẩu dưỡng bệnh. Đúng vậy, năm nay chỉ có ta và nàng đón Tết cùng nhau thôi. Dù chỉ có hai người đón Tết, nhưng giọng tôn hạo nguyệt chẳng hề có chút tiếc nuối, trái lại là một cảm giác thỏa mãn nhẹ nhàng như thể từ lâu hắn đã mong có những ngày tháng bình yên chỉ hai người cùng nhau đón tết nói xong tôn hảo nguyệt quay sang nhìn tần hoàn nghe mộ khanh nói cửu cô nương và mọi người sẽ đến kinh thành tần hoàn gật đầu đúng vậy lần này làm phiền thần y rồi đợi tuyết tan chúng ta sẽ lên đường tôn hảo nguyệt khẽ lắc đầu nét ôn hòa vừa rồi thoáng biến mất không phiền gì đâu tòa nhà này vốn rất rộng thêm vài người cũng không thành vấn đề các ngươi là bản của mộ khanh đương nhiên sẽ được tiếp đãi chu đáo chỉ là tòa nhà không nhiều người hầu nếu có chỗ nào chưa chu đáo xin hãy bỏ qua cần gì thì cứ tìm đồng thúc hoặc lâm thầm nhé tần hoàn vội gật đầu giả dạ, thần y cứ yên tâm huynh muội chúng tôi ở đây đều rất thoải mái thấy tôn hạo nguyệt và tần hoàn nói chuyện vui vẻ tôn mộ khanh quay sang nói về mối duyên của mình với tần hoàn anh kể từ lần gặp mặt ở cầm châu đến khi gặp lại trong nhà lao rồi chuyển chữa trị bệnh cho người khác và cả vụ án của tần an cuối cùng đến lần gặp lại tại quán trò anh hào hứng nói thật không ngờ lại có duyên phận sâu đậm đến vậy với tần cô nương tần hoàn nghe mà cảm thấy hơi nóng mặt vì nàng nghĩ việc giúp đỡ nhỏ này không hẳn là ơn nghĩa gì lớn nàng nói tôn công tử có lòng tốt nếu không nhờ vậy thì lần này huynh muội chúng tôi có lẽ đã phải lưu lạc giữa trời băng tuyết được công tử làm bạn thật là phúc phận của Tân Hoan. Sau khi hai người trao đổi vài lời khen ngợi, Tôn Hạo Nguyệt vẫn giữ thần sắc bình thản, thỉnh thoảng hỏi một hai câu, còn phần lớn thời gian là Tôn Mộ Khanh đang nói chuyện. Đến khi uống xong chén trà, Tôn Mộ Khanh mới hỏi, sư huynh vừa nói đang nghiên cứu dược liệu, huynh có cần giúp gì không? Khi còn học y ở Dược Vương Cốc, mọi người đều tự mình làm việc nghiên cứu dược liệu, vì thế Tôn Mộ Khanh mới đề nghị giúp. Tôn Hạo Nguyệt nhẹ nhàng cười, không cần đâu, ở đây quạnh quẽ, cũng chẳng có gì vui, người cứ ở lại bầu bạn cùng cửu cô nương và huynh muội của nàng là được. Việc sắp xếp như vậy cũng rất tốt, Tôn Mộ Khanh đứng dậy nói, vậy được, nếu thế thì ta xin phép không làm phiền sư huynh nữa, cửu cô nương vẫn chưa dùng điểm tâm để ta đưa nàng về. Tôn Hạo Nguyệt và Tần Hoàn cùng lúc đứng dậy, Tần Hoàn cúi đầu hành lễ rồi chào Tôn Hạo Nguyệt. Hai người bước ra ngoài thì thấy Lâm Thẩm đứng ở cửa sân, tay cầm một hộp đồ ăn, đang trò chuyện với một bà lão. Lâm Thẩm trông rất hiền lành, nét mặt phúc hậu, thấy Tôn Mộ Khanh và Tần Hoàn đi ra, bà mỉm cười, nói thêm vài lời với bà lão rồi phất tay bảo bà lui ra. Bà lão vừa rời đi, Lâm Thẩm quay sang, nói, biểu thiếu gia và Tần Cô Nương sắp đi à? lúc nãy không biết là tần cô nương, mong cô nương bỏ quá cho. Rồi bà cúi đầu hành lễ với tần hoàn. Tần hoàn xua tay ý bảo không cần khách sáo, lâm thầm cười nói, nô tỳ đang định đem điểm tâm qua phía tây, biểu thiếu gia và tần cô nương cứ tự nhiên trước nhé. Tôn mộ khanh nhìn hộp đồ ăn trong tay lâm thầm và cười hỏi, lâm thầm cầm món ngon gì đó. Lâm thầm nâng hộp đồ ăn lên và mở nắp, là bánh trà, biểu thiếu gia muốn nếm thử không? Tôn mộ khanh bật cười, giơ tay lấy một miếng bánh, ném ngay vào miệng, không bao lâu liền kêu lên, ngon quá. Đây là lâm thẩm làm sao, hương vị còn ngon hơn cả bánh ở nhạn bờ sông nữa. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, lâm thẩm nghe được lời khen liền mỉm cười đầy tự hào. Biểu thiếu gia đoán đúng rồi, đúng là nô tỳ làm đấy, thiếu chủ nhân cũng thấy ngon lắm, nô tỳ nghĩ nhà chẳng có món gì phong phú nên mang bánh qua cho biểu thiếu gia cùng các vị khách nếm thử. Tần Hoàn chỉ mỉm cười lặng lẽ nghe, trong khi Tôn Mộ Khanh tỏ ra rất hứng thú, Lâm Thầm vất vả rồi, bà theo Từ Ích Châu đến đây à? Nghe hỏi vậy, Lâm Thầm liền gật đầu, biểu thiếu gia tinh mắt thật. Lúc thiếu chủ nhân cùng phu nhân đến đây, chỉ dẫn theo vài người thôi, trong đó có lão nô và lão đồng. Đến đây rồi thì mới mua thêm mấy nô tỳ vì thật ra thiếu chủ nhân chỉ có hai người thân cận, mọi việc chăm sóc phu nhân đều do thiếu chủ nhân tự tay làm, cho nên chúng tôi thực ra chỉ hầu hạ thiếu chủ nhân mà thôi. Nghe vậy, Vân Mộ Khanh liền hỏi, sư tẩu thường hay ra ngoài nhiều không? Nghe vậy, Lâm thẩm thoáng ngập ngừng như khó nói, rồi cười khổ, nói ra không sợ biểu thiếu ra cười chê, thật ra nô tỳ mới đến nhân tâm viện hầu hạ khoảng 10 ngày nay thôi. Khi mới đến đây vài ngày, Bệnh đau ngực cũ của Nô Tỳ lại tái phát, đau đến mức tưởng mình sắp chết rồi, không ngờ thiếu chủ nhân lại cứu sống Nô Tỳ. Từ đó, Nô Tỳ phải dưỡng bệnh suốt 3 tháng mới khỏi hẳn, nên chỉ giúp đỡ lặt vặt trong bếp thôi. Cũng chính khi đó Nô Tỳ làm được món bánh trà này, lạ thật, hương vị lại rất hợp với khẩu vị của mọi người ở đây. Tôn Mộ Khanh ngạc nhiên, nhìn kỹ sắc mặt Lâm Thầm rồi gật đầu, thì ra Lâm Thầm vừa mới qua cơn bệnh nặng không trách sắc mặt, trông còn yếu. Lâm thầm mắc bệnh gì vậy? Có sư huynh ở đây, ắt hẳn sẽ chữa lành được thôi. Khi lâm thầm kể về căn bệnh của mình, tần hoàn cũng nhìn sắc mặt bà, định hỏi thì tôn mộ khanh đã nhanh miệng hỏi trước. Lâm thầm đáp, cũng không biết chính xác là bệnh gì, chỉ là thường đau ngực, đôi khi đau đến mức tối sầm mắt và ngất siêu. Trước đây thì không nghiêm trọng lắm, nhưng khi đến đây lại trở nặng, may mà có thiếu chủ nhân cứu giúp. Lâm Thầm rõ ràng không hiểu nhiều về y thuật, mà Tôn Hạo Nguyệt cũng không nói cụ thể cho bà biết. Mắt Tôn Mộ Khanh lóe lên, anh hỏi tiếp, "Vậy sư huynh đã chữa khỏi cho bà thế nào?" Nghe hỏi vậy, mắt Lâm Thầm sáng lên, ánh lên sự ngưỡng mộ dành cho Tôn Hạo Nguyệt, bà đáp, "Biểu thiếu gia chắc hẳn cũng giỏi y thuật, chắc cũng biết phương pháp vui vẻ khâu." Thiếu chủ nhân đã chẩn đoán nhiều lần, nói rất có khả năng trong ngực nô tỳ mọc lên thứ gì đó nên sau đó dùng phương pháp vui vẻ khẩu để lấy ra. Mắt tôn mộ khanh cũng sáng lên, phương pháp vui vẻ khẩu. Lâm thầm liên tục ngợt đầu, đúng vậy, giờ ngực nô tỳ vẫn còn một vết xeo. Tôn mộ khanh nhìn sang tần hoàn, cửu cô nương hẳn cũng biết chút y thuật. Đã từng nghe về phương pháp này chưa? Phải rạch ngực ra, rồi lấy thứ gì đó bên trong ra ngoài. Sư huynh quả thật là cao thủ tuyệt đình. Lần đầu tiên gặp tần hoàn, anh thấy nàng đang chuẩn bị thuốc. Chỉ qua một lần nghe nàng phân vân giữa các loại dược liệu, anh đã nhận ra đơn thuốc là do nàng tự mình bốc. Dĩ nhiên, Tôn Mộ Khanh không biết Tần Hoàn Vốn là một tiểu y tiên, lại càng không nghĩ Tần Gia sẽ cho con gái mình học y. Anh chỉ nghĩ nàng là người yêu thích y thuật và có phần am hiểu. Tần Hoàn đương nhiên hiểu ý của Lâm Thầm, khi trị bệnh cho giải công chúa, nàng cũng đã dùng phương pháp này chỉ khác là tôn hạo nguyệt cần động dao rất chính xác, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tần hoàn gật đầu, lòng càng thêm kính phục tôn hạo nguyệt, tôn thần y quả là xứng danh thần y. Nghe tần hoàn nói, trên mặt lâm thẩm hiện lên vẻ tự hào, đúng vậy, thiếu chủ nhân năm xưa từng được lão cốc chủ đánh giá cao, nói rằng tư chất của thiếu chủ nhân có thể trở thành dược vương đời tiếp theo. Tôn mộ khanh gật đầu, còn lâm thầm khẽ thở dài, nhưng mà. Nhưng hiện tại phu nhân đang bệnh nặng, mọi suy nghĩ của thiếu chủ nhân đều dồn hết vào việc chăm sóc phu nhân. Nô tỳ thấy ngày ấy suốt ngày nghiên cứu y đạo, tuy là việc tốt, nhưng lại chẳng thấy nụ cười nào trên mặt. Nghe vậy, lần tôn mộ khanh cũng nặng chịu, dù đã cùng tôn hạo nguyệt trò chuyện, nhưng quả thật chưa từng thấy sư huynh cười. So với năm xưa, khi còn là một thiếu niên phong hoa tuyệt đại trong dòng dõi Tôn gia, bây giờ Tôn Hạo Nguyệt dường như trở nên trầm mặc, sâu lắng hơn nhiều. Bệnh tật không chỉ làm khổ người bệnh, mà còn khiến những ai yêu thương họ cũng chịu khổ theo. "Không cần lo lắng, sư tẩu nhất định sẽ khỏe lại." Lâm Thầm thở dài, hy vọng vậy, hy vọng phu nhân sớm ngày khỏe lại, như trước kia ngày tháng thật tốt biết bao. Ba người vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi về phía Tây. Chưa kịp tới nơi, Tần Hoàn bỗng thấy Phục Linh và Vãn Hạnh đang đứng ở ngã tư chờ với vẻ lo lắng. Vừa thấy Tần Hoàn xuất hiện, Phục Linh lập tức chạy đến. Lúc này Tần Hoàn mới nhớ ra, khi đi nàng không căn dặn, cũng không quay lại sớm, khiến Phục Linh và Vãn Hạnh sáng nay không biết nàng đã đi đâu. Tiểu thư, sao ngài ra ngoài lâu vậy, nô tỳ dậy mà không thấy ngài ở đâu cả. Phục Linh nắm lấy tay Tần Hoàn, nhìn từ đầu đến chân rồi mới thở phào nhẹ nhõm nếu không phải vãn hạnh nói có thể lần theo dấu chân, nô tỳ còn tưởng tiểu thư mất tích rồi. Ta và vãn hạnh theo dấu chân ngài, thấy ngài đi hướng bắc rồi quay lại, sau đó lại đi về phía đông, đoán là ngài đến gặp tôn thần y, nên đợi ngài ở đây. Nghe vậy, tần hoàn không khỏi vừa buồn cười vừa cảm động. Nàng cũng không nghĩ đến việc để lại dấu chân, liền liếc nhìn vãn hạnh một cái. Trước giờ vãn hạnh ít khi vào chính phòng, nàng cũng không hiểu biết nhiều về nàng ta, nhưng bây giờ ở chung lâu dần, nàng phát hiện vãn hạnh thường mang đến cho mình những điều bất ngờ. Không cần lo lắng, ta không phải đã quay về đây sao, chỉ là sáng nay dậy hơi muộn một chút. Lâm thầm thấy vậy cười nói, không cần lo, tần cô nương sẽ không lạc đường trong nhà này đâu. Lúc này Phục Linh mới cúi đầu cảm ơn Lâm thầm, bà liền đưa chiếc rổ trên tay qua, đây là bánh trà làm cho vài vị khách nhờ cô nương này đưa đến giúp. Nô tỳ còn phải về nhân tâm viện, phu nhân cũng sắp phải uống thuốc rồi. Phục linh vội nhận lấy, ngài cứ yên tâm, để việc này cho ta. Lâm thẩm gật đầu rồi quay người rời đi, Phục linh cầm hộp đồ ăn, nói, mời tôn công tử cùng đến dùng cơm, bữa sáng đã chuẩn bị ở chỗ tam công tử, ngũ tiểu thư và lục tiểu thư cũng đã đến đó rồi. Tôn mộ khanh mỉm cười, được được, chúng ta cùng đi dùng cơm nào. Mọi người cùng nhau đến sân của Tần Diễm, trong phòng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Tôn Mộ Khanh tiếp đón mọi người ngồi xuống, rồi nói, qua gặp sư huynh, để mọi người phải đợi lâu rồi. Tần Tương, với sắc mặt dịu dàng, ngồi bên cạnh và hỏi, cửu muội cũng đi à? Tần Hoàn vừa ngồi xuống, nghe vậy liền gật đầu, sáng nay đi ra ngoài, vừa gặp Tôn công tử, nên cùng Tôn công tử đến chào hỏi. Chúng ta ở đây, đương nhiên cần phải nói lời cảm tạ mới phải tần diễm liền nói thật đúng là nên đến cảm tạ quả là ta sơ sót rồi anh quay sang nhìn tôn mộ khanh tôn công tử tôn thần y hôm nay có bận không nếu chúng ta đến có làm phiền ngài ấy không tôn mộ khanh đáp sư huynh đang bào chế dược nhưng nếu gặp tần công tử thì nhất định sẽ tiếp đãi tần công tử cứ yên tâm sư huynh dù ít nói nhưng đối đãi với người khác rất tốt không cần lo ngại đâu. Tần Diễm gật đầu, yên tâm hơn, rồi cùng mọi người bắt đầu dùng bữa. chương 225 Phục Linh nghe vậy có vẻ hiểu ra một chút, nàng chỉ có thể cười buồn, chuyện này. Tiểu thư của chúng ta cũng không có cách nào. Nghe vậy, Tần Sương nhíu mày, liếc nhìn Tần Hoàn, nhưng Tần Hoàn vẫn không có phản ứng gì. Tần Sương vội vàng nói, nàng còn định dành với ngươi nữa. Tần Hoàn bất lực nhìn nàng, Thứ là của ta, nàng không thể lấy đi. Nếu không phải của ta, dù không dành, nàng cũng sẽ bỏ đi. Lục Tỷ không thấy ở trong viện chán lắm sao? Sao không lấy một quyển sách của ta mà đọc thử? Tần Sương khẽ hừ, không hiểu lòng tốt của người khác. Dù vẻ mặt không vui, Tần Sương cũng không rời đi mà vẫn ngồi đó. Một lát sau, nàng buồn bực nói, thật sự là chán quá. Ngồi trên xe ngựa ít nhất còn được ngắm cảnh bên ngoài thỉnh thoảng lại thấy chốt náo nhiệt trên đường, còn ở đây thì không có gì. Tần Hoàn nghe vậy nhưng không biểu lộ cảm xúc, "Lục tỷ sức khỏe không tốt, hay là trở về nghỉ ngơi đi." Tần Sương lại hừ nhẹ, rồi bất chợt nói, "Hay chúng ta ra ngoài xem thử đi, hôm qua có thấy một rừng trúc đẹp lắm, cảnh trí nơi đó rất đẹp, chúng ta đi xem thử nhé." Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, "Bên ngoài tuyết đẹp thế này, ra ngoài chơi tuyết cũng hay đấy chứ?" Tần Hoàn vẫn không động lòng, buổi sáng đã đi ra ngoài một lát, giờ nàng chỉ muốn yên tĩnh. Thấy không thể thuyết phục được Tần Hoàn, Tần Sương có phần nản trí. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên bên ngoài, cửu tiểu thư, có nhà không? Nghe tiếng tôn mộ khanh, Phục Linh lập tức chạy ra mở cửa, tôn công tử, tiểu thư ở đây, có chuyện gì vậy? Tôn mộ khanh mỉm cười, các ngươi ở nhà mãi chắc chán lắm, hay là chúng ta ra vườn trà xem thử đi. Nghe vậy, hắt tần sương sáng rực, nàng lập tức nhảy cẫng lên, vườn trà ở đâu? Đi đi, đi ngay bây giờ. Tôn mộ khanh nở một nụ cười nhẹ, còn tần hoàn chỉ đành bất lực đặt túi thuốc xuống. Khi cả bảy người ra khỏi cổng, tần diễm và tần tương vẫn chưa về. Tần sương chỉ dặn chu hoài trong viện tần diễm một tiếng, rồi cả nhóm tiến về phía tây. Tôn mộ khanh vừa đi vừa nói, ở phía tây có một cổng hông, chỉ cần đi qua con đường nhỏ là tới. Rõ ràng Tôn Mộ Khanh đã hỏi đường trước, nên hắn dẫn mọi người đi rất nhanh. Cả nhóm rẽ qua cổng hông ở phía tây và theo con đường nhỏ phủ đầy tuyết đi về phía tây bắc. Chẳng bao lâu, họ đã thấy một vườn trà nằm trên triền núi. Ngày xưa nơi này rất thịnh, nhưng giờ chỉ còn lại một phần nhỏ là cây trà. Phần còn lại đã được Tôn Hạo Nguyệt dùng để trồng dược liệu ở đây vẫn còn cây trà phần vườn nhỏ bên kia là trồng trà còn các chỗ khác đều là dược liệu bên kia là đương quy còn có hoàng kỳ mộc hương thiên ma phía ngoài nữa còn có tam thất bên kia là cả một đám sơn thầm tôn mộ khanh vừa đi vừa giới thiệu có nhiều người trồng hoa và trà nhưng ít thấy người trồng dược liệu tần sương vô cùng hứng thú nàng bước nhanh phía trước nhưng mới đi được vài bước nàng đột nhiên dừng lại chỉ tay xuống khu vườn thuốc phía dưới nhìn kia có ai đắp một người tuyết to đùng ở đó nghe vậy tần sương lập tức phấn khích kéo tả váy và chạy xuống từ xa tần hoàn nhìn về phía khu vườn quả thật có một hình dáng giống người tuyết kỳ lạ bên cạnh bức tường đá nàng liếc nhìn tôn mộ khanh rồi cả hai cũng tiến về phía đó tần sương là người đến gần nhất nhưng chưa kịp để tần hoàn và tôn mộ khanh đến gần sắc mặt tần sương đột ngột thay đổi và nàng thét lên đây đây không phải người tuyết sắc mặt tần sương thay đổi liên tục nàng hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi lùi lại một bước toàn bộ vườn trà này được xây dựng dọc theo triền núi với những thửa ruộng bậc thang rất đẹp tần sương đứng ngay sát bức tường đá còn hình dáng kỳ lạ kia thì dựa vào tường từ xa nhìn hình dáng đó giống như một người và bị tuyết phủ lên dễ khiến người ta nghĩ đến người tuyết nhưng khi đến gần tần sương nhìn thấy một đoạn cổ áo lộ ra sau cái hình đó cái người tuyết này dựa vào tường đá tuyết không phủ hoàn toàn lên cơ thể nếu là người tuyết thật sao lại có cổ áo lộ ra như thế sắc mặt tần sương thay đổi liên tục vãn tình đứng gần đó cũng nhìn thấy và nhanh chóng kéo tần sương lùi lại hai bước Tần Hoàn và Tôn Mộ Khanh vội vàng bước đến, Vãn Hạnh và Phục Linh theo sau sát. Khi tất cả họ đến nơi, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Gần như cùng lúc, Tần Hoàn và Tôn Mộ Khanh bước nhanh về phía trước để kiểm tra. Toàn bộ khu vườn thuốc đều bị tuyết trắng bao phủ, cái người tuyết đang mồi sổng, người được cuộn tròn trong một lớp tuyết dày, như thể muốn hòa vào với tuyết xung quanh. Hắn dựa vào tường đá, như thể đang tìm kiếm hơi ấm từ tường chỉ có một phần cổ áo lộ ra trông rất kỳ lạ mà nếu đứng quá xa thì gần như không ai có thể nhận ra điều đó tôn mộ khanh nhíu chặt hai mắt tiến lên hai bước kéo tay áo phất phất vào đầu người tuyết ngay lập tức đỉnh đầu mũ bông lộ ra nhìn thấy vậy tôn mộ khanh thở dốc liền cúi xuống dùng sức phất thêm tuyết trên người người tuyết lần này không chỉ mũ mà cả khuôn mặt cũng lộ ra tần hoàn thấy vậy liền nhanh chóng đến hỗ trợ Hai người nhanh chóng dọn sạch tuyết và họ nhận ra dưới lớp tuyết dày là một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, da đen, đang cuộn tròn ở đó. Người đàn ông không biết đã cuộn tròn ở đây bao lâu, hai tay đặt trên đầu gối, cả người cứng đờ như bị đông cứng. Hai mắt hắn nhắm chặt, gương mặt bình thản, lông mi dính một lớp băng, nhìn vào không có chút sức sống nào. Trời ạ, à, là một người chết. Tần xương ôm lấy Vãn Tình, Cả người nàng dựa một nửa vào vãn tình. Nàng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nếu như vừa rồi nàng không nhìn rõ mà đi sờ vào, chắc hẳn giờ đây đã sợ hãi đến ngất đi. "Chưa chắc." Tôn Mộ Khanh nói với giọng nghiêm túc, mặt hắn lộ rõ vẻ quyết tâm. Hắn tiếp tục gỡ sạch tuyết trên người người đàn ông, vốn định kéo tay hắn ra từ trong áo, nhưng lớp áo bông dày cứng ngắc khiến việc đó trở nên vô vọng. Hắn đành phải đặt tay lên cổ áo của người này, tôn mộ khanh tập trung cảm nhận một chút rất nhanh quay đầu lại người này chưa chết mau trở về gọi đồng thúc tới đây tôn mộ khanh nhìn phục linh và vãn hạnh phục linh lại nhìn về phía tần hoàn tần hoàn gật đầu phục linh kéo vãn hạnh và chạy đi ngay tần sương mở to mắt ngạc nhiên vậy mà hắn chưa chết có tôn mộ khanh ở đây tần hoàn chỉ cần đứng yên tôn mộ khanh tiếp tục nói nhiệt độ cơ thể của hắn vẫn chưa hạ thấp hoàn toàn ngay cả nhịp đập ở cổ cũng còn yếu ớt nhưng không biết có cứu được hay không tần sương nhíu mày nhẹ nhõm thở ra khi biết không phải là người đã chết vậy hắn bị đông lạnh hôn mê sao tôn mộ khanh lắc đầu rồi lại gật đầu có thể hiểu như vậy nhiệt độ cơ thể của hắn rất thấp nhìn như đang ngủ nhưng thực ra cơ thể không thể duy trì nhiệt độ các cơ quan bên trong đang yếu đi tần sương nghe không hiểu nhiều điều như vậy trong lúc đồng thúc chưa đến nàng chỉ biết kinh ngạc nhìn xung quanh đây là vườn thuốc bách thảo viên người này vào đây bằng cách nào hắn có phải là nhân viên của vườn thuốc không tôn mộ khanh nhìn trang phục của người đàn ông lắc đầu quần áo này chắc chắn không phải của người làm trong vườn thuốc trông giống như của dân làng nào đó người đàn ông bị đông cứng mặc một chiếc áo bông cũ kỹ tóc dựng thẳng đội một chiếc mũ đen với trang phục như vậy rõ ràng hắn là một người dân sống ở vùng quê nhưng sao hắn lại ở đây vườn thuốc này không có rào chắn ai cũng có thể vào chỉ là bình thường không ai đến đây thôi tôn mộ khanh đánh giá người đàn ông một lúc bỗng nhiên thấy vài cọng sơn tham bị nhổ dưới chân hắn hắn nhíu mày lại phải chăng là một tên trộm dược liệu tần hoàn cũng nhanh chóng nhìn thấy những cọng sơn tham đó trên chúng còn bám đất rõ ràng là vừa mới nhổ ra mà chưa kịp rửa sạch chúng nằm bên cạnh người đàn ông có thể coi là bằng chứng phạm tội rõ ràng. Tần Hoàn nhớ mày, cảm thấy thật hoang đường. Một tên trộm dược lại đến đây vào ban đêm, nhưng lại bị đông cứng ở vườn thuốc. Tôn Mộ Khanh cũng cảm thấy kỳ lạ, dù sao hắn đến đây làm gì cũng không quan trọng, trước tiên hãy cố gắng cứu hắn đã. Tần Hoàn đương nhiên không phản đối, nàng nhìn xung quanh một chút rồi quay sang phía vườn thuốc. Không thấy gì kỳ lạ, sáng nay tuyết mới ngừng rơi, mặc dù mặt đất có dấu hiệu bị xê dịch nhưng không thể nhìn ra điều gì tần hoàn nhìn qua nhìn lại cuối cùng tìm thấy một nhánh cây nhô lên nàng nhặt lên và phủi đi lớp tuyết quả nhiên thấy được những cổng sơn tham đúng là sơn tham tần hoàn nhẹ nhàng nói tôn mộ khanh gật đầu có vẻ như người này thật sự đến đây để trộm dược liệu hắn cười khổ có vẻ như vườn thuốc này không có hàng rào là một điều bất lợi dù trong vòng 10 dặm không có ai, nhưng không có nghĩa là không ai có ý định đánh cắp dược liệu. Nếu như có nhiều người đến, vườn thuốc này sẽ gặp nguy hiểm. Tần Hoàn cũng cảm thấy đáng tiếc, việc trộm sơn tham tuy không có giá trị lớn, nhưng hành vi trộm cắp luôn là việc của kẻ tiểu nhân. Tần Sương khẽ hừ một tiếng, người này đến đây trộm dược, không những ăn cắp mà còn muốn chúng ta cứu hắn, thật là. Tôn Mộ Khanh cũng có chút bất đắc dĩ kẻ trộm không đáng được đồng cảm, nhưng tội trộm không đáng chết. Tôn Mộ Khanh và Tần Hoàn không thể thấy người chết mà không cứu. Chờ một lát, ở phía tây cổng hông xuất hiện vài bóng người. Ngoài Phục Linh và Vãn Hành, còn có Đồng Thúc và Tần Diễm. Đồng Thúc đi theo sau cùng hai năm phó, khi thấy Tần Hoàn và mọi người, ông lập tức bước tới. Tôn Mộ Khanh vội vàng nói, Đồng Thúc, ngài có nhận ra người này không? đồng thúc bước nhanh đến trước mặt nhìn chằm chằm vào người đàn ông một lúc rồi lắc đầu không nhận ra người này là tôn mộ khanh nhanh chóng kể lại quá trình phát hiện người này đồng thời chỉ vào những cọng sơn thăm trên mặt đất có lẽ hắn đến để trộm dược liệu nhưng không biết vì sao lại suýt chết ở đây đồng thúc dù có thể là kẻ trộm nhưng vẫn phải cứu hắn chúng ta hãy đưa hắn vào nhà đó là điều hiển nhiên mau chóng đưa hắn vào đồng thúc ra lệnh hai nam phó lập tức chạy lại ôm người đàn ông lên tôn mộ khanh vội vàng nói cẩn thận một chút giờ hắn rất dễ bị thương hai nam phó vội vàng mang người đàn ông chạy đi những người khác cũng đi theo sau tần sương không còn tâm trạng để vui vẻ cảm thấy lo lắng nếu người này thật sự chết thì đó sẽ là một điều xui xẻo lớn nên người này nhất định không thể chết khi họ gần đến cổng hông phía tây tôn mộ khanh vội vàng nói đưa hắn đến chỗ của ta trước. Đồng thúc, hãy đi tìm chút nhiệt hôi để làm ấm cho hắn. Tôn mộ khanh vừa dứt lời, đồng thúc liền lên tiếng, dẫn đường vào cổng. Hai nam phó nâng người đàn ông bước nhanh về phía tây. Vì mặt đất phủ đầy tuyết, tần hoàn và nhóm của nàng dần dần không theo kịp. Khi họ khó khăn đến được cửa sân của tôn mộ khanh, họ thấy tần tương cũng đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Nghe thấy tiếng động, tần tương quay lại, khi thấy Tần Hoàn và Tần Sương thở hồn hền chạy về, nàng nhíu mày nói, hai người ra ngoài mà lại thở hồn hền như vậy, thật không hợp với tư cách của Tần Gia Nữ Nhi, sao lại không có chút quy củ nào. Tần Tương lên tiếng dậy bảo khiến Tần Hoàn nhíu mày, nàng không trả lời mà bước vào, thấy Tần Hoàn như vậy, Tần Sương cũng hừ nhẹ rồi đi theo vào. Tần Tương thấy Tần Sương trước giờ luôn đi sau mình giờ lại theo Tần Hoàn, không khỏi cảm thấy khó chịu. Trong sân, Hai nam phó đang bưng chậu tuyết vào trong phòng, Tần Diễm và Đồng Thúc đứng ở cửa, cả Chu Hoài cũng ở trong sân. Khi thấy Tần Hoàn và Tần Sương đến, Tần Diễm bước tới hỏi, hai người không bị dọa chứ? Tần Sương liên tục lắc đầu, ban đầu tôi còn tưởng là người đã chết, không ngờ lại sống. Chỉ cần không phải đã chết thì tốt rồi. Tần Diễm thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, bên trong Tôn công tử đang cứu người, các ngươi không cần vào đó lúc này. Tần Sương cố gắng nhìn vào bên trong, họ cứu người như thế nào? Tần Diễm nhìn vào nhà chính rồi nói, họ cởi hết quần áo của người đó ra, trước dùng tuyết để xoa ấm các chi, sau đó dùng nhiệt để làm ấm ngực. Khi nghe Tần Diễm nói rằng phải cởi hết quần áo của người đó, Tần Sương lập tức rụt cổ lại, rồi nhìn về phía Tần Hoàn và hỏi, "Cửu muội, nếu là ngươi, ngươi sẽ cứu người này như thế nào?" Tần Hoàn lấy lại tinh thần, cũng giống như vậy thôi. Tần Sương à một tiếng rồi hỏi, vậy người này có thể cứu sống không? Tần Hoàn gật đầu, có khoảng 8 phần khả năng sẽ cứu được. Tần Sương nhẹ nhõm thở ra, rồi nói tiếp, người này bị đông lạnh đến mức không thể kêu cứu sao? Sao lại dựa vào tường mà ngủ được nhỉ? Tây môn thì gần như vậy. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn